Mẹ. Ủa ừ, dâu con đi siêu thị hả? Ủa mẹ đi siêu thị sao mẹ không rủ con? Mẹ tình cờ mẹ đi siêu thị thôi, rồi cái gặp chi nè chứ không có hẹn trước. Thôi đứng nói chuyện nghe, mẹ đi toilet. Mẹ à, lâu không gặp, khỏe không em? Em chào chị dâu. Em cũng khỏe chị. Chị nghe nói bên Singapore em mới bị gạt hả? Rồi sao rồi, đỡ chưa? Dạ đỡ rồi. Đâu có sao đâu, mấy cái chị gạt nhòm nhò vậy trơ. Thật ra em đỡ là chị mừng rồi đó. Em với mẹ nói chuyện lại chị cũng vui nữa. Dạ, trời, mẹ con lâu ngày gặp lại nói chuyện vui là vui luôn á chị. Mà dạo này á, hình như là em thấy á, mẹ mình ở trong nhà á, bị áp lực chuyện gì đúng không? Có khi nào là chị lỡ làm chuyện gì á cho mẹ căng thẳng không? Mẹ căng thẳng em. Trời, em nói chuyện với mẹ em thấy là mẹ căng thẳng dữ lắm. Đúng rồi, mẹ căng thẳng chứ em. Em bỏ đi, em bỏ cu bo ở nhà cho mẹ mà mẹ phải lo. Mẹ mệt, mẹ căng thẳng. Ngay cả chị cũng vậy nữa, chị cũng căng thẳng với cu bo mà. Mà em quyết định đi qua Singapore đâu có dễ. Sao bỏ giữa trường uổng vậy em? Cuộc sống mà chị, đâu phải lúc nào cũng như mình muốn được đâu. Thì đúng rồi, đi qua nước ngoài du học lấy cái bằng khó lắm chứ đâu phải dễ đâu cưng. Em ăn xong rồi hả? Ê, mình đi mua khô mực đi. Hôm bữa khô mực ở nhà dưới quê đem lên anh ăn hết rồi, ba chưa ăn được miếng nào hết. Okay. Chi có bầu mệt không con? Đây đây. Dạ mệt muốn chết luôn mẹ ơi. Thường quá à. Chi sao em nói vậy? Mình đang có bầu á, không có nên nói mấy điều cấm kỵ đâu, nghe chưa? Trời ơi, thế kỷ 21 rồi mà sao chị còn những mê tín như vậy à chị? Bánh mì ok, trái cây ok, ở đó thịt ok, còn thiếu gì nữa không ta? Chắc đủ rồi. Chị hả? Bộ chị có người quen ở nước ngoài hay sao vậy? Đâu có đâu em, sao vậy? Tại vì em thấy lúc nào chị cũng ok chứ. Em nghe mình muốn nổi hết cả da gà luôn á. Mẹ ơi, mẹ có thấy giống con không mẹ? Nói gì á, mẹ có nghe gì đâu. Ủa em, chị nghe nói là em học ở trường đại học quốc tế Thành Đô hả? Dạ, mà sao vậy chị? Thì tại chị thấy cái trường đó vừa quốc tế rồi mà còn Thành Đô nữa. Chắc là cái trường tạm bợ thôi à. Cho nên em nghe người ta nói tiếng Anh là em cũng quen ha. Xin thông báo với quý khách, tại gian hàng khuyến mãi đang giảm giá 30% cho 5 khách hàng nhanh tay nhất. Em khuyến mãi kìa, khuyến mãi kìa. Nhanh lên. Cái gì vậy? Trời ơi, công nhận sản phẩm mình thử ăn ngon vậy hả? Ăn phải cả tiền. Ăn ngon luôn, còn người mua ghê. Bình tĩnh chứ. Ôi trời. Chứ thử thì mua rồi mình tránh dành chứ vậy trời. Rất thực sự quá à. Trời ơi, bình tĩnh đi mà. Không cái gì đâu mà sao. Em. Cái gì từ từ em ơi. Đồ ăn cũng tròn mà. Làm gì vậy? Em tới trước. Anh đi ra. Anh đi ra. Đi ra. Tránh ra. Em tới trước mà. Cái gì vậy? Trời ơi, bình tĩnh lắm. Em ơi. Chị ơi. Mẹ. Trả lại đi. À, đồ ăn nè. Mua ra. Chị mua ra cái này. Em thấy trước. Em là chị thấy trước nha. Em mua ra. Em thấy trước. Chị thấy trước. Em nhìn thấy nó trước. Mua ra. Chị mua cái cả nha. Dạ, em nhìn thấy chưa? Dạ, chị ơi, còn nhiều lắm, để em vào lấy thêm nha. Chú Phương. Ủa? Em dâu. Dạ, em chào anh. Em chào. Trời ơi, đúng rồi, chị em bạn dâu. Bận đồ y chang, ren ren đồ. Chú Phúc đi đâu vậy? À, dạ, tụi em đưa cô Bo đi dạo. Đi ăn với anh chị không? Lâu quá mình không gặp. Dạ cũng được, em đang thấy đói đây. Chị biết có cái quán ngon lắm, đi chung với anh chị nha. Dạ. Đi nghe em dâu. Anh chạy ở bển trước nha. Dạ. Em đang đói bụng. Ngon quá. Anh ăn cái gì mà không ngon? Em thấy ngon thiệt á. Ủa mà Kim Chi? Dạ. Dạo gần đây em thất nghiệp đúng không? Rồi em sống thì sao? Đâu có chị, em vẫn bình thường mà, vẫn đi làm.
Em làm gì? Em làm quảng cáo á chị. Cách đây mấy bữa nè, em mới đi thu âm cho quảng cáo. Dạ, đi quay cho quảng cáo sữa đậu nành đó chị. Đó, bữa nào cho miếng sữa đậu nành uống nha. Dạ. Vậy là cách đây mấy bữa đi thu âm á hả? Dạ. Còn mấy bữa khác em ở không hả cưng? Thôi được rồi, để chị tính tiền nha. Em ơi, tính tiền nè. Để em trả cho chị. Thôi, để chị trả cho. Để em trả mà. Không mà, để chị trả cho. Chị lớn thì chị trả. Được cho. Để tính tiền của chị. Cảm ơn cưng. Chị, để em chị cho. Để em chị. Em đừng có làm khó mình để mà. Để em không có khó có nhiều đâu. Được không? Dạ được chứ. Ừ. Được không em, để chị trả cho. À được chị, không có nhiều hết trơn á. Ừ. Anh lấy giùm em cái bóp tiền ở dưới cái nôi của con nha. Đồ ăn nên em nếm cũng vừa. Ở đây ngon mà anh. Có cần gọi về hỏi ba mẹ ăn mua về không? À, em nghĩ là ba mẹ tối chắc là ăn rồi. Thôi đừng có làm khó em nó nữa. Cái món cuối mà cho chút xíu nước tương vô nữa là ngon ha. Món cuối lạc lẽo mà anh cũng ăn hết rồi đó. Thì tại vì mình ăn mình sợ mình bỏ mứa thì mất lòng, hiểu không? Anh nào giờ có bỏ mứa cái gì đâu. Thôi bây giờ vậy đi, em trả tiền á chị cũng ngại lắm. Không thôi bây giờ mình đi đâu chơi đi nha. Karaoke. Đi karaoke. Được á. Dạ đâu có được. Giờ chồng em còn có coupon nữa, sao dắt vô được chị? Mày còn cha còn mẹ mà làm như là không còn ai á, giao cho bà nội giữ còn gì bằng nữa. Anh em mình lâu ngày gặp nhau, vô hát hò dễ gì mà có nữ hoàng quảng cáo hát chung với lại nữ hoàng đông y, thấy không? Đúng rồi đó chú, đi đi chú. Bốt đi đi. Dạ. Cặp song ca này dữ dằn à, sóng thần bão biển chứ không vừa đâu. Đi thì đi. Em hát trước đi chị. Dạ thôi chị hát trước đi. Không, em hát trước đi, cái giọng gì chưa có mở. Trời ơi, em nhỏ hơn mà, em phải biết kính trên nhường dưới chứ, chị hát trước đi. Ai hát trước thì hát đi nha. Ủa ai mở bài này vậy? Anh bấm đại luôn á, làm đi. Để em hát cho. Không, chị định hát bài này luôn á. Đâu, bài này là bài của em, là sở trường của em. Xong ca đi, trời ơi. Không, bài này bài cũ của chị. Hãy nhảy xong ca cho vui ha. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy tiếng sông trong đường dài. Này 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 này, vô cùng em nha. Gặp nhà em đơn, thầy em chưa lớn, chưa đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy em nha, thầy em nha. Thầy mẹ mời em, nhờ tìm người sẽ xin. Lòng con mong em đâu để cho em chui bằng quỷ. Lửa đôi tình duyên, còn chưa lưu luyến. Thôi tính tiền đi về đi, nguy hiểm quá. Tính tiền em ơi. Em trời, cái gì? 3 triệu rưỡi. Cái gì? 3 triệu rưỡi?
ăn hai cái dĩa trái cây rồi uống mấy lon bia rồi hát có một tiếng hồ 3.5 triệu mắc dữ vậy. Dạ, của anh chị là đứt một cái loa và tét hai cái mi nữa, tiền bồi thường. Thôi em xuống dưới đi, rồi hồi anh xuống anh chung đủ cho em nha, anh đưa đủ cho em. Cảm ơn em nhiều nha anh trai. Đất con cái lo với lại cái mi làm gì mắc dữ vậy. Loa người ta lo xịn mà. Chị hát lớn quá bà. Thôi đi em ơi, tại em á chứ tại em mà tại chị. Cái câu đó là của chị thì để chị hát đi. Em dành em hát kia để chị dành lại, hai chị em mình làm tới làm lui bây giờ đứt cái lò. Chị hát lớn hơn em. Thì đương nhiên rồi, cái bài tủ của người ta. Em nói anh nghe để cho anh hiểu không, cái bài tủ của em. Anh hiểu rồi, nhưng mà bây giờ giữ giọng đi, đừng gây gỗ nhau nữa. Giữ giọng đi, đi xuống trả tiền rồi đi về. Gây nhau làm cái gì? Con gà tức nhau tiếng gái à. Ai gà? Ở đây ai gà? Không có, anh xin lỗi, Ý anh nói là ông bà xưa người ta nói vậy đó. Bây giờ xuống kìa, tính tiền kìa. Chú Phúc. Dạ. Vậy thôi anh đi về nha. Dạ. Bữa nay vui nha chú Phúc. Dạ vui. Dạ. Ừ thôi đi về anh đi về. Mốt đừng rủ vợ mày đi hát nha. Anh cũng vậy, đừng rủ vợ anh nữa nha. Hả? Dạ. Sao mốt rủ tôi đi hát nữa hả? Ờ thằng Phúc có nói đi hát rồi có hai người hát vui lắm. Vui vui vui. Đi đi hát rồi nhớ rủ hai đứa đi chung cho nó vui. Em về trước nha, để rồi em đưa Kim Chi về nhà, em về nhà sau. Thôi anh từ về đi, em với anh Minh được rồi. Vậy được không? Được. Em về nha anh chị. Về nha chị dâu. Em đi về trước đi. Anh sao vậy? Dâu giọng tôi đau quá. Em xin lỗi nha, thay mặt lời em xin lỗi anh. Không sao, sao, đi về đi. Em về trước nha anh chị. Đi. Trời ơi, cái gì đâu, nó em út mà sao dành hát cho nó chi vậy em? Trời ơi, nó nói lì. Hát có hay bằng em đâu mà nó đòi hát. Em hát hay lắm, đi đi về đi. Ngồi chơi xíu đi về. Sao vậy? Để nó xuống nó tính tiền đền cái loa xong đi rồi mình về. Trời ơi, mình làm anh chị nó mà kỳ vậy. Nó già, nó đâu quảng cáo mà. Vậy thôi ngồi chờ nó luôn đi.